đu đủ ấy. Các bạn anh chị thấy này, đu đủ trái rất xay này, quả này chín rồi này, quả này chín rồi này. Đấy, quả này chín rồi này. Đấy, đấy, lọc đây, lọc vườn đây. Hơn 7.300 m², mặt đường lên tới 200 m. Toàn bộ khu vườn có nhà, có vườn, có cây, đáng để anh chị đầu tư cho mảnh vườn cực đẹp này. Tổng diện tích của mảnh vườn là hơn 7.300 m². Toàn bộ đất ở đây là quy hoạch đất trồng cây hàng năm. Trên vườn thì có sầu riêng, bưởi da xanh, vú sữa, có nhà, có khu chiêu, view sông, có lối đi. Đấy, điền nước vào tận phang, mời anh chị các bạn theo sát. Đấy, sầu riêng. Đây là cây sầu riêng trồng đã trồng được khoảng đây là năm thứ ba. Đấy, với cây sầu riêng này thì khoảng tầm năm thứ tư, năm trở đi thì có thể là cho trái. Ở vườn ở đây có khoảng 30 gốc sầu riêng. Còn bên đây là vườn bưởi. Đấy. Đấy. Rất đẹp. Đây là vườn bưởi này. Bưởi ở đây là bưởi da xanh, đặc sản của Khánh Vĩnh. Được trồng là gần năm nay cũng là năm thứ ba. Vì đất rất tốt, có vun gốc này, cho nên là bưởi ra rất là sung sôi. Hệ thống tưới, thì đi tới tận gốc tận vườn. Đấy, tưới tận gốc tận vườn. Đấy. Bây giờ sáng ở vườn tuy là trời nó nắng nhưng mà cảm giác nó rất mát, tại vì view sông cũng đẹp. Ở bên trong vườn á, thì có lối đi trong vườn. Đấy, làm rất là mộc, sử dụng đá này, đá ở lấy ở sông này. Đấy, làm rất mộc, có hoa này. Đấy, cây hoa để có len kép rất là đẹp. Mời anh chị theo sáng kim sáng đi tới là khu ngắm sông, view sông. Đấy, đi trong vườn này. Đấy, rất đẹp cả nhà. Đó. Đấy. Đấy, cảm giác nhìn nó rất là chiêu chiêu. Đấy, như kiểu Đà Lạt. Đấy, vườn của ta đây. Chỗ này thì anh chị có thể là để chơi lan, cà phê, ngắm view sông. Đấy, rất đẹp. Đây, đây đang ở trong vườn đấy. Này, thì đây là con sông. Đấy, con sông đi qua xã Khánh Bình. Mùa này thì năm nay nó hạn quá, nhưng mà nó sông nó vẫn còn được đấy. Đấy, view sông, cứ tưởng tượng là buổi sáng dậy làm ly cà phê ở đây. Quá đẹp. Có vườn lan cho cả anh thích lan. Đấy. Tổng diện tích là hơn 7.300 m², mặt đường cực dài. Đấy, mời anh chị theo sáng đi vào tham quan nha. Đu đủ ấy. Các bạn anh chị thấy này, đu đủ trái rất xanh này. Quả này chín rồi này. Quả này chín rồi. Đấy, quả này chín rồi. Đấy. Đấy, lọc đây, lọc vườn đây. Rồi đây là khu nhà đây, ta đây. Đấy, đấy, có bộ bàn ghế này. Rồi đầy đủ bếp, tủ lạnh này. Đấy, khu nhà đây. Đấy, có thể ở đấy làm vườn và nghỉ ngơi. Đấy, rất là an toàn mà mát nữa. Đấy. Con đường nội bộ đi trong vườn. Đấy, chủ rất là chỉnh chu. Đấy, đấy dọc đường này. Đấy, trụ đen này. Bên kia là bưởi này, dưa này. Đấy, bưởi dưa này. Đây, đường đi này, rất đẹp. Đi trong vườn luôn. Đấy, đi trong vườn rất đẹp. Đấy, view lên đây cảm giác nó rất là thoải mái các bạn. Có thể là chắc có vẻ là buổi chiều, buổi sáng nó sẽ mát hơn. Nhưng bây giờ buổi trưa thì nó thời tiết nó cũng cảm giác rất là dễ chịu. Đấy, khu vườn đi ra. Đấy. Ngoài cổng chính ra thì còn có một cái cổng phụ ô tô vào tới tận nơi. Đấy. Từ đây anh chị nhìn view rất là đẹp. Đây. View rất là đẹp. Đây. Cực đẹp. Đấy, view rất đẹp. Cây cối được trồng ngay thẳng từng hàng. Đây. Có ớt này. Đây. Với đầy đủ công năng, gồm có nhà, có vườn, có cảnh quan, có đầy đủ tất cả các loại cây cối, thì đây là một trong những lựa chọn tuyệt vời của anh chị. Với những anh chị nào thích nhà vườn, thích đầu tư vườn, có thể anh chị đầu tư lâu dài, hoặc lại anh chị có thể làm những cái khu vui chơi mà anh chị mong muốn.
Đấy, view rất đẹp. Để sở hữu mảnh vườn này với giá đầu tư, anh chị hãy liên hệ em Sáng. Em Sáng sẽ kết nối cho anh chị để anh chị sở hữu mảnh vườn này.